Sau một thời gian dài nỗ lực chuẩn bị và hoàn tất của ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và tư vấn doanh nghiệp AMB chi nhánh Thọ Xuân đã đi vào hoạt động. Ngày hôm nay, chúng ta cùng tụ họp tại đây để cùng chứng kiến khoảnh khắc mà chúng ta đã đặt vào đây rất nhiều tâm huyết, chính thức đi vào hoạt động. Hãy cùng nhìn ngắm khoảnh khắc ý nghĩa này. Chi nhánh Thọ Xuân chính thức đi vào hoạt động ngày 27/7/2022 tại địa chỉ thôn 2, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Chi nhánh được phát triển trên nền tảng của công ty AMB đã và đang là địa chỉ tin cậy về cung cấp các dịch vụ, thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thuế, kế toán tổng hợp trọn gói cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các khu vực lân cận. Đây chính là niềm tự hào và thành công lớn nhất của ban lãnh đạo cũng như đội ngũ nhân viên hệ thống công ty AMB. Với phương châm bảo mật, nhanh chóng, chính xác, tận tâm, chúng tôi luôn cố gắng tìm ra tiếng nói chung với các khách hàng bằng sự chân thành và thiện chí. Khát vọng lớn nhất của chúng tôi là đem lại cho các doanh nghiệp sự hài lòng bằng những dịch vụ tốt nhất. Trong năm 2021, AMB vinh dự là đại lý có doanh số tốt nhất của tỉnh Thanh Hóa về cung cấp các sản phẩm về chữ ký số, phần mềm kế toán thuế, phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội, hóa đơn điện tử. Cuối năm 2021, chúng tôi đã khai trương thêm một chi nhánh ở huyện Như Thanh, đó là tư vấn và làm dịch vụ kế toán các doanh nghiệp trên địa bàn của hai huyện Như Thanh và Nông Cống. Với mục tiêu tiếp nối thành công đó, hôm nay, ngày 27/7/2022, tôi Lê Thị Huyền, đại diện ban lãnh đạo của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và tư vấn doanh nghiệp AMB, xin trân trọng tuyên bố công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và tư vấn doanh nghiệp AMB chi nhánh Thọ Xuân, chi nhánh thứ hai của công ty được ra đời. AMB luôn luôn mong muốn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ to lớn của các đối tác bạn bè và toàn thể các khách hàng gần xa. Một lần nữa xin gửi tới các toàn thể quý vị lời tri ân sâu sắc nhất vì đã dành thời gian quý báu không ngại đường xa đến đây chung vui cùng chúng tôi để cùng nhau đánh dấu khoảnh khắc đáng nhớ, khai trương và chào đón những vị khách đến với chi nhánh Thọ Xuân của chúng tôi. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Với phương châm mang đến cho khách hàng sự phục vụ tận tâm và an toàn nhất, công ty chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và chia sẻ cũng như là đồng hành cùng các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương cũng như là trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Và một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu khách quý lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.